Dự án 10.000 tỷ hoàn thành, thành phố Hồ Chí Minh có hết ngập không? Ngày 14 tháng 5, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có buổi thị sát dự án chống ngập do chiều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 trị giá gần 10.000 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu đi thực địa dự án cống ngăn chiều Tân Thuận, sau đó đi cano đến cống Mương Chuối, cống Phú Xuân và cây khô. Tại buổi làm việc sau đó, ông Nguyễn Tâm Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam BT 1547, đơn vị thực hiện dự án, báo cáo đoàn giám sát tổng quan về dự án, tiến độ và giải phóng mặt bằng. Theo ông Tiến, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, các quận, huyện cam kết đến 30 tháng 6 sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nếu đảm bảo được kế hoạch đề ra, dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay và vận hành vào đầu quý tháng 1 năm 2020. Toàn dự án ảnh hưởng đến 229 hộ dân và 26 tổ chức, với hơn 180 hecta. Đến nay, còn 92 hộ dân và 3 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng, khoảng 65 hecta. Đến nay dự án đạt 76%. Nếu các địa phương bàn giao mặt bằng đúng cam kết, thì nhà đầu tư sẽ hoàn thành dự án vào cuối năm, ông Tiến nói. Ông Tiến cho biết, có nhiều người đặt câu hỏi dự án này hoàn thành thì thành phố có hết ngập không? Theo ông, có thể hết hoặc có thể không. Vì trong đô thị thực hiện các dự án thoát nước theo quy hoạch 752, nước phải thoát ra ngoài kênh, sông được thì mới phát huy được hiệu quả dự án trị giá gần 10.000 tỷ đồng này. Nếu như cống nghẹt, nước ngập trong tuyến đường nào đó thì không thể đổ lỗi cho dự án. Nhiệm vụ chính là ngăn chiều, hỗ trợ tiêu thoát nước ra kênh rạch trong thành phố được, thì dự án mới phát huy hiệu quả bơm nước ra ngoài sông, giúp hạ mực nước trong kênh, rạch, hỗ trợ thoát nước trong nội đô, ông Tiến nhấn mạnh. Báo cáo của nhà đầu tư khiến Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ băn khoăn và yêu cầu cơ quan chức năng TV nói rõ hơn về hiệu quả dự án và tính kết nối với các công trình chống ngập trong nội đô mà TV triển khai thời gian qua. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP, cho biết do những hạn chế của quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch 752, trước đây nên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng 1547 cho thành phố. Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng là một phần việc khi thực hiện quy hoạch 1547. Theo đó, tuyến đê bao và hệ thống cống ngăn chiều giúp hỗ trợ giữ mực nước kênh, rạch trong thành phố nằm trong vành đai. Khi dự án kiểm soát chiều giúp hạ thấp mực nước trong kênh, rạch sẽ đảm bảo tiêu thoát nước mưa. Nhưng với điều kiện là các tuyến đường phải đảm bảo thoát nước ra kênh, rạch hiệu quả, ông Dũng nói. Theo ông, thời gian tới TP triển khai hàng chục dự án để đảm bảo thoát nước trong đô thị, giúp phát huy hiệu quả dự án gần 10.000 tỷ đồng. Nói rõ hơn về thoát nước trong đô thị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Nguyễn Văn Trực đề cập đến vai trò và ý thức của người dân thành phố. Theo ông, để có nước ra kênh, rạch thì người dân cần nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi làm nghẽn dòng chảy. Để phát huy hiệu quả dự án chống ngập, ông Trực cho biết sẽ tiến hành rà soát lại hệ thống cống thoát nước mà người dân, doanh nghiệp đấu nối trực tiếp ra sông. Sau đó, tiến hành điều chỉnh van cống để tránh hiện tượng nước trào ngược vào trong. Tại buổi giám sát, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân TP bày tỏ lo ngại vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án. Nghe báo cáo tình hình, tôi lo ngại các địa phương bàn giao mặt bằng không kịp vì chỉ còn 45 ngày nữa, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân TP Trương Trung Kiên nói. Trưởng ban Văn hóa xã hội Thi Thị Tuyết Nhung cũng đặt vấn đề Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giải quyết như thế nào nếu các địa phương không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Vấn đề này, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP, quận 7 có trả lời thêm nhưng các đại biểu vẫn chưa yên tâm. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Phạm Đức Hải cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố về giải phóng mặt bằng trong tháng 5 này để đảm bảo chắc chắn thực hiện đúng cam kết. Quốc Anh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.